Đây là cái ổi hôm trước mình chiết nhánh cho các bạn xem á, với cái mận nè. Hôm nay mình quay cho các bạn xem cái nhánh của mình chiết nó như thế nào rồi nha. Đây ra rễ rồi, ưng ghê không? Đây có rễ lú luôn rồi, đây ở dưới nữa đây. Rồi à, đâu đây em này cũng rễ luôn rồi, em dưới đây đó. Đây em nào cũng có rễ hết rồi, em bên kia nữa đó. Ở bên đây hầu như em nào cũng có rễ hết các bạn ơi. Ây dạ, hơi khó. Đây, rễ. Rễ luôn. Ở đây nè. Rễ nó cũng nhiều rồi, nhưng mà quay hơi khó. Wow, ở đây nhiều quá luôn nè. Ở này nè, kế bên nè. Qua bên đây nè, để mình đi. Mình đi qua đây cho các bạn xem. Bạn nào muốn xem cái cách chiết nhánh như thế nào thì xem cái link bên dưới, mình có để dưới đoạn video này nha.